Hàng ngày các bảng hiệu báo cho chúng ta sự nguy hiểm, nhưng thông thường viêm gan B không báo cho quý vị dấu hiệu gì. Viêm gan B thường không có triệu chứng. Một trong 12 người Mỹ gốc Á nhiễm viêm gan B và đa số không hề biết. Bệnh không lây qua không khí, không lây qua ăn chung hay dùng chung muỗng đũa. Nếu không được chữa trị sẽ gây tổn hại nghiêm trọng về gan. Thử nghiệm là cách duy nhất để biết có bệnh viêm gan B hay không. Hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị về việc thử nghiệm.